Lớp số 2 chúng ta làm gì? Tính toán hàm băm và hàm mác giá trị hàm băm đúng không? Rồi. Rồi còn làm gì? Chúng ta tính toán hàm băm giá trị tích phân tích đó để tính độ dài gọi là checksum để kiểm tra dữ liệu ấy. Nên là chưa có bị có thay đổi hay không, có bị sinh sửa dữ liệu hay không. Đấy. Này ở công ty gọi là Vân Tech Quốc. Chơi tech công chống cái lỗi tấn công network ấy, kiểu mạng ấy. Và gọi là diễn biến cho số vấn đề thì tìm kiếm các code và những cái thông tin dễ bị cross check bị thay đổi cross trong malware từ dữ liệu hoặc là bây giờ ảnh hưởng vấn đề và những code và có yêu cầu rất lớn và tạo ra dữ liệu tạo ra sự khác sự khó khăn cho việc tìm kiếm cái mục đích đích đó và instance và kéo sai là cái mục đích kéo sai là cái khó khăn cho cái công việc trước khi tìm ra chị hàm băm code ra và có thể thực hiện thì là số bạn phải ra phòng sách đối tượng chúng ta cần tính ra hàm băm này xem hàm băm trên nước total xem tồn tại và đọc hay không lab thực hiện trên 2016 đúng không administrator xét thực tế 10 ông sẽ nhau sử dụng cái tool là hcheck chúng ta chúng ta ở trong trong thư mục đó đúng không 10 phút 2016 và download và thư mục hết đấy thì trong thư này đấy, nội dung phần lợi đây phân tích tính áp vào toàn bộ thư mục trong file image file này sẽ cài đặt nó và cái tool này rồi click từ từng file một và phân tích tính toán từng file xác định cái hàm băm tính tìm kiếm với năm cái gì đó hệ thường bao mười năm mười bốn là S51 một hay sử dụng S52 hay sử dụng hàm băm thường sử dụng để tính toán kiểm tra như mười năm mười bốn S51 hay SHA512 là MD2 này chúng ta có thể mở hai bảng một lúc để so sánh OK. Này, tôi đã 2016 phần này. Thực tế mình cài những 2010 được, cứ bật 2016 đi. Mình test được trường hợp là cho nói chứng minh các bạn là nếu mà mình tắt đi cái là được cái con ship đen là mình không khôi phục nữa đâu. Này, cho bạn xem tôi nhé. OK. Đây, mình xem cái bây giờ mình chạy lại tôi này xem cái được mình xóa file thì có recover được không nhá. Đồng thời xem lại là cái image file chúng ta đâu phải không extra to top ok và cái lab mà mình trong lab số 2 cái tool mình cần dùng ở đây là hcommit tool hcaroler đúng không đấy, hcaroler bây giờ check to cái top ok rồi
scan lại. Đấy, quay đầu đi chúng ta xem nhé, vẫn còn, nó vẫn còn, thì chúng ta xóa nhưng vẫn còn, chứ có thể là lâu nó mới mất thôi, còn lâu lâu mới xóa thì nó vẫn còn nhé, vẫn còn mọi người, vẫn còn từ kia, vẫn còn đấy, may vẫn còn, thì ta vừa tắt máy xong nhưng nó vẫn lưu lại là nó vẫn còn đấy. Ok, rượu bị mất load file, rượu bị mất mất đi đấy, vẫn còn, nó có thể khôi phục được. Ok, thì chứng tỏ là vẫn khu này cũng mạnh phết, khôi phục được rượu này. Ok rồi, thì là cái phần 5 hồi thấy bao giờ xong. Tiếp tục là mình sẽ đưa hai cái file vào cái dữ liệu máy này, mình sẽ đưa hai cái file mình ở ngoài, file nào đây, mình cố gắng cái bỏ đi, đây cái mình cần đây đấy, cái file mình cần đấy đó. Rồi mình cài đặt tool trước. Rồi cài tool trước nha. Này tool tính toán đấy, install này. Rồi rồi để top rồi, install rồi. Rồi view readme thôi, văn chạy luôn đi, chạy đấy. Rồi ok, giờ mình ví dụ cho bạn thấy. Giờ mình lab. Đây ví dụ mình xem ở ngoài này. User này, editor này, top đúng không? Đấy, ví dụ như mà cái đầu hạ. Đây chỉ rất nhiều file đúng không? Phải image này, open. Đấy. Để tính toán cái cooler lại nó tính toán nha, thấy đây Atmac cái những cái gì với texting sinh như ABC này ạ, là thêm giá trị Atmac nữa là tính toán nó kiểu khác, là cái khóa nào đó không khó thôi đúng không, là thêm giá trị thì ta bắt nó khó hơn, thêm với khóa key key mà họ gọi là tính toán thì trên băm cùng cả key nữa đó, hoặc là hashing hoặc là key số gì đó. Ok, để ví dụ thay đổi bằng một giá trị là mình mở ra hai cái bảng Atmac, hai Atmac với nhau, hai giá trị để so sánh, ví dụ như hai file khác nhau thì giá trị khác nhau, ví dụ mình tính cái này hả, đấy thì mình cái cooler đấy nó giá trị khác nhau, thấy không, đấy, khác nhau hoàn toàn luôn, mình tích tính thêm cái này, tính thêm cái này. Đấy, thì MD2 hả? Ví dụ cái này tương tự MD2 thì cái này, thì cái này có ID thì không cần chị này. Đấy, nó từ rồi tính thử nhá. Kêu là lại, cái cô là lại. Đó, nó khác nhau hoàn toàn luôn, thấy không? Đó, hay là ví dụ mình muốn tính toán một cái đoạn như là đoạn texting đi chẳng hạn. Hello. CH FI V10 chẳng hạn. Ví dụ thế, tính calculator này cũng tính các đoạn như thế. Ok, bây giờ là mình sẽ tính ra cái đoạn theo yêu cầu của chúng ta là gì, tính ra tìm cái file PDF lỗi ở đây đúng không, tìm file PDF là có nghĩa là virus đúng không. Bây giờ mình sẽ view thêm cái rất quan trọng nữa, view ngoại hình file file extension để dễ dàng tìm kiếm. Pin là JPG này. PDF. Khó nhìn nhỉ. Rồi mình sẽ mở ngoài để nhìn đi. Cái file hay PDF đâu? File đó bị xóa rồi, không đùa, xóa rồi vào mạnh vì sút phát hiện bị cái thằng gì nhỉ, Windows Deployment nó xóa mất cái file rồi,
Mình sẽ thử kiểm tra lại nhé. Này, Vinfast, Image, file y y đâu, hoặc không có, sao mình không có, sao lại không có. Chỗ này không có. À, đây cơ. Trong ngoài này cơ, trong vào trong khu vực này. Thì ok, mình sẽ extract to file ra cái tóc. Copy vào, mình giả mình xem có bị xóa không. Không bị xóa. Xóa tạo hai bài đi. Rồi, copy. Để vào đây sao dễ tìm nó, tìm thấy mail vua luôn này. Mà thôi mình chưa 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 xóa bọn mình. Mình phải đấy check không bị xóa mất rồi. Ok, nó bị tính xóa cái window different, nó xóa. Bây giờ mình tắt cái window different đi. Tạm thời tôi non đi nhé. Setting. Tạm thời Wow. tôi non để phân tích được nhé. Hệ thống sẽ tắt đi, không biết ở đâu. Đó. Kéo thằng vào đây cũng được này. Đó, nó tự tính toán chúng ta này. Đấy, ở đây thì sau khi tính toán xong. Trên mạng, search là gì? Insert total. Đấy, mình search với giá trị MD5H đúng không? Với 5H copy xem nào nha. Ok đấy, chuẩn chuẩn thì là mã đọc. Ok đấy, việc dùng tính toán ra kiểm tra xem này có mã đọc hay không, đơn giản nhanh thôi đấy. Xong lắp số 2 đấy, cảm ơn mọi người nhé. Xong cái like một